Hello. Xin chào. Nằm lăn qua lăn lại ngủ không được, lên TikTok thì TikTok bảo là cái gì video của bạn đang lên xu hướng, bạn nên like đi. À, bật phải like luôn. Chỗ à, vô tâm. Chị ơi, ơi em. Hello à con. Trời, lâu lắm mới live ban đêm. Đêm này à. Mấy tháng nay rồi mới lướt thấy chị à. Đúng, mấy tháng nay chị không có live trên TikTok tại vì chị bị hạn chế. Bây giờ chị mới live. Gì? Chị có xăm cây thước được không? Được em. Chị xăm cây thước được nhưng mà nó thẳng hay không thì còn tùy nhá. Tại vì xăm đường thẳng rất là khó. Nó không có thẳng như cây thước được nhưng mà nó thẳng sơ sơ 95, 99% thì ok, chứ thẳng 100% thì hên xui nhé. Là nhiều khi đang xăm cái hắt bị rung tay một cái là nó thành cái thước bị mẩy á đó. Ok, mai em lại xăm nhé. Ok em Minh Phát. Mai là chừng nào? Mai của em là chừng nào? Lâu lắm mới thấy em like. Đúng, lâu lắm mà em mới like trên TikTok của bà con à. Còn à, Facebook thì lâu lâu em vẫn đánh dặm bình thường. Xăm chỗ nhạy cảm à? Chỗ nhạy cảm như thế nào? Nếu mà chỗ nhạy cảm của nữ thì để chị xăm. Còn chỗ nhạy cảm của nam thì nhà chị có thợ nam á. Còn chị là không à, chưa có hứng để xăm chỗ nhạy cảm của nam. Full lưng nữ hả? Full lưng nữ thì tùy hình em, 25, 30, 35, 40, 50, 60 cũng có, tùy theo bản thiết kế mà em muốn. Chị chưa ngủ à? Chưa, nhớ người yêu và con à. Nhưng mà người yêu vô tâm quá cho nên là phải online để mà nói chuyện với người khác, đúng không? Vô tâm. Vậy là sao, là em xăm cây thước hay là, trời, nãy giờ tôi ngây thơ, tôi tưởng cây thước là cây gì. À, bây giờ tôi biết là cây thước rồi. Em có chắc chắn của em là cây thước không hay là dày không? Hay gặp chị bị dày, thậm chí thụt vô dày, thậm chí thụt vô dày hả? Có chắc chắn nó là cái thước không? Hello, hello bà con. Giờ này cũng cú đêm nhiều quá ha. Ví dụ được xóa một hình thì chị muốn xóa hình nào? À, xóa một hình thì chị xóa tên người yêu cũ. Chị xóa rồi, cái hình tên người yêu cũ chị đã xóa rồi. Đó, một hình đó thôi. Còn lại giữ lại ok hết. Xóa rồi. Từ đó trở đi chị đã rút kinh nghiệm, chị không bao giờ xăm tên người yêu chị nữa. Nay bên Cam vui lắm không đi dạo à? À, mình đang bên Việt Nam mấy bạn. Mình về Việt Nam được 2 bữa rồi. Còn biết là ở bên Cam bây giờ vui lắm á. Nhưng mà đã trải qua 3 cái Tết Cam, mình chưa có ăn Tết bên đó à. Chắc năm sau làm gì làm mình cũng tranh thủ ở bên đó ăn Tết. Tại đợt này mình có nhiều cái lịch hẹn của mấy khách
Cho nên là mình phải về để mình hoàn thành lịch hẹn với người ta. Chị nói hay, hầu như xăm tên người yêu toàn xóa với đè hình lên. Đúng. Nên là mấy em đừng có xăm tên người yêu, kể cả chồng vợ rồi này nọ cũng chưa chắc đâu ha. Mấy em đừng xăm tên người yêu nha, giống chị nè. Xóa có sạch không chị? Em xóa 6 lần rồi mà còn rõ lắm. Em ơi, có một số hình mình xăm sâu ở dưới lớp da, cái mình xóa nó cũng không sạch nổi đâu. Rồi xóa 6 lần còn đỡ, có người xóa cả chục lần. Anh Linh hỏi xăm gì tốt hả? Xăm gì tốt anh nên đi hỏi thầy bói. Chứ còn em là em không có bói được mấy chuyện đó. Nếu mà em biết xăm gì tốt là em đã xăm cho em rồi. Chứ không phải em để nghèo. Em làm gì đã có cái gì Porsche để đi giao hải sản giống như anh đâu. Vậy mà anh còn muốn tốt hơn nữa hả? Hình xăm của em bị nổi cộm, cô vơ khả năng ổn không chị, hay lại cộm mà? À, cái hình xăm của em mà đi nét mà bị nổi cái khung lên á là do thợ đi nét quá sâu, hoặc là lúc mà em xăm em dùng thuốc tê á, cái người thợ người ta cái da mình cứng lên, cái bắt buộc người thợ phải dùng cái máy lực mạnh để cho nhồi mực vô da của mình á, thì khả năng bị nổi bị cộm lên thì cao. Nhưng mà dù nó đã nổi lên vậy, dù em có đè hình khác hay gì á, thì lúc mà em rờ á, có thể nhìn xa không thấy nhưng mà rờ á thì nó vẫn thấy là cộm cộm cái nét cũ của em lên nha. Nào có lúa tìm chị xăm. Ok. Chị đẹp về Việt Nam rồi hả? Đúng đúng đúng, đang nằm trong phòng ở Việt Nam chèo queo đây. Nhìn chị có nét hao hao, chị chịu bo à? Nhìn vậy thôi chứ nhìn bên ngoài không giống tí nào bà con. Tôi với chị chịu bo chẳng giống một cái nét nào hết. Mặt tôi kiểu châu Á hơn, còn mặt chị Bo thì kiểu mắt to rồi hốc mắt sâu, kiểu nhìn tây tây hơn tôi. Tụi nó chia tay rồi chị ơi. Tụi nó là tụi nào? Nó chia tay chia chân rồi, kệ cha tụi nó chứ chị có biết tụi nó là tụi nào đâu. Chị chạy kim chưa? Chạy rồi nha, chạy rồi. Tôi bây giờ kêu trên người tôi á vẫn còn đầy hình chưa có hoàn thành luôn bà con, nhưng mà tôi vẫn không xăm. Tôi cũng muốn xăm lắm, tôi cũng muốn là mình hoàn thành những cái hình đó rồi mình sẽ làm một cái bộ ảnh nào đó thật là dễ thương, thật là cá tính, thật là ngầu để mà khoe nguyên cái body có hình xăm ha. Nhưng mà trời ơi má ơi, nghĩ tới cảnh xăm nó đau bà cố luôn, nên cứ cái dự định đó vẫn chưa thực hiện được. Gì? Hồi anh Trường xăm cho em kiểu đi nét hai đứa thôi mà liên quan tới người yêu cũ nên phải xóa. Bởi vậy bây giờ cứ đang yêu á, nếu mà mình muốn xăm kỷ niệm với nhau á thì mình chọn một cái hình gì đó nó đừng có liên quan tới hình ảnh hay tên tuổi rồi, thì để mà lúc chia tay á mình vẫn có thể giữ cái hình xăm đó làm kỷ niệm. Chứ mình mà xăm ví dụ chân dung nè, tên nè, ngày sinh của người yêu cũ rồi này nọ, là những thứ mà liên quan trực tiếp là thấy bà luôn á. Lúc mà chia tay rồi cực lắm bà con. Thằng yêu mới nó nhìn thấy nó buồn giống gì á. Nhiều thằng nó cũng không bắt mình xóa hay gì, nhưng mà mình cảm giác như nó nhìn thấy nó buồn, nó ngứa mắt là mình cũng phải đi xóa à bà con. Vậy chị thấy cái hình xăm trên trán em là em còn thương người yêu cũ. Trời ơi, chị Kim Tiền ơi, em đâu có rảnh tới mức đó đâu chị. Đúng không? Cái nào em bỏ là em đã dứt áo ra đi, là em đã bỏ luôn rồi, chứ em còn thương. Còn thương làm sao em bỏ nó được. Còn thương lúc đó nó năn nỉ em quay lại luôn cho rồi, chứ em bỏ nó tới giờ này, hoặc là với lại em đã bồ thằng khác rồi mà còn còn thương. Thương nội tôi thương. Tôi không phải dễ thương vậy đâu bà con ơi. Cảm giác như mình là người đến sau. Đúng 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 đúng. Bởi vậy lúc mà khách mà vô xăm tên người yêu này hay là cái gì liên quan tới người yêu á, là tôi sẽ hỏi một câu chắc chưa, suy nghĩ kỹ chưa.
Nhưng mà tôi vẫn để họ xăm, họ muốn là tôi vẫn để họ xăm nha, nhưng mà tôi sẽ thòng những cái câu như vậy để cho họ dù sao cũng động vô cái lòng trắc ẩn của họ, nếu mà họ muốn dừng lại thì họ dừng ngay lúc đó vẫn được. Chuẩn đấy. Mình vẫn còn tên người yêu cũ mà chồng mình không nói gì, cưới nhau cũng được mấy năm rồi, 6 năm rồi đấy. Thì cũng có người người ta chẳng nghĩ gì đâu, nhưng mà cảm giác như người ta cũng khó chịu chứ. Trời ơi, đừng nói à, không ai khó chịu nha, khó chịu chứ. Giống như trên trên người của người yêu tôi cũng có tên vợ cũ của ổng, thì tên vợ cũ của ổng là tôi xăm luôn. Ngày xưa hai đứa nó yêu nhau, hai đứa nó cưới nhau là tôi là bạn của thằng bồ tôi giờ. Đó. Tôi bình thường luôn mà tự động nó kêu tôi che, chứ tôi có bắt nó che đâu. Có nó xăm tên vợ cũ, nó dài thằng lon, bự thằng lon ở đây nè. Đó. Ê, tôi vẫn kêu để đó, mày thích thì mày che, mày không thích thì mày để, tao không ý kiến gì hết trơn á. Bình thường tại cái chữ đó là cái hình xăm đầu tiên mà tôi xăm cho nó, ngày xưa hai đứa là bạn. Tôi xăm tên vợ nó cho nó mà. Cái khi mà quen tôi được mấy tháng rồi, cái nó bắt tôi kêu giờ tôi che đi. Giống y như là tự mình bỏ thuốc độc rồi, tự mình kiểu như là mình phải giải độc vậy á, là tự tự tay tôi che cái hình vợ cũ cho ông bồ tôi. Sao giống em, chồng em hiện tại giờ là anh em với em 6-7 năm hồi xưa, còn đi cưới hai vợ chồng, à còn đi đám cưới người ta mà giờ hai đứa thành vợ chồng, à vậy á. Cái duyên gì đó. Đang ở đâu mai ghé Sài Gòn xăm tên vợ chút nè. Đang ở Sài Gòn nè, âm thanh ánh sáng. Vợ thì có thể xăm được nha, nhưng người yêu thì từ từ hãy xăm nha. Chồng em cũng vậy, sợ em buồn cũng tự đi che, mà em vui vẻ không quạo chuyện quá khứ, mà ổng cũng tự giác. Đúng, ai thương mình, ai hiểu được cho cảm giác của đối phương thì người ta sẽ kiểu như tự giác thôi bà con. Kiểu cái người đàn ông vô tâm, người đàn ông tinh huy vô tâm rồi vậy. Mình nói tới chữ vô tâm nghĩa là người ta lật đật, người ta nói gì toàn tâm toàn ý với em rồi vậy. Tùy người chị Mai, như chồng trước em mất, em gặp chồng sau, anh vẫn thờ cúng làm đám giỗ cho chồng trước bình thường, chòm xóm ai cũng cười nói, nhưng chồng em nói kệ họ, vợ đừng quan tâm. Đó, ảnh là một người tốt. Chúc mừng chị Nhã, chị Nha, chị Nhã, chúc mừng chị, ảnh là một người tốt. Ngày xưa gặp bạn này một lần siêu thân thiện vui vẻ, chứ làm đâu không vui vẻ bà con. Cách quán chị tầm 500 mét. À, tới luôn em, tới luôn. À, Huy Bùi bây giờ chắc đang nấu ăn cho khách rồi bà con à. Bữa nay ở bên Campuchia là Tết á, cho nên là quán tôi mở muộn lắm, khách muộn đó. Hồi tối còn full bàn luôn mà. Thật tình cờ quá hả Hồng chịu. Em muốn lụm chị. Trời ơi, chị đâu phải của rơ của rớt đâu, mày lụm chị mày. Hôm bữa em có ăn đồ ăn ở quán chị rồi à. Cảm ơn bạn đã ghé ủng hộ. Nếu mà có vấn đề gì cầm lên thì bạn cứ góp ý với nhà bếp để chúng tôi nâng cao dịch vụ nha. Bún gì đó ngon nha bà chủ. À, bún riêu. Bún riêu cua. Riêu cua đó bà con biết cua phải lấy nguồn từ đâu? Phải lấy nguồn từ cua miền Tây chứ, ở bên Đông Bình bà con cua nhiều khi đi mua cua không có. Thế là mình phải đi mua cua ở miền Tây gửi qua, bà con thấy. Nó kiểu như là nó công phu lắm, đồ ăn quán tôi
là Việt Nam gửi qua là chủ yếu á. Như ngày hôm nay tôi mới lấy mấy ký khô mực ở ngoài biển miền Trung ở quê tôi á, gửi vô Sài Gòn rồi từ Sài Gòn đi qua Cam. À, đồ ăn mà dân dân tới miệng khách hàng là nó phải đi qua rất là nhiều chuyến, như ví dụ như tàu, xe, máy bay rồi các kiểu các thứ. Gì bún riêu đâu á? Bún riêu bán bên đông bên bạn ơi. Trà Vinh chào em nha. Sus đây, Trà Vinh. Quán ăn ở bên Cam chứ ở Sài Gòn tôi chưa mở quán. Tại biết sao tôi không có chọn Sài Gòn để mở quán trong năm nay không? Vì kinh tế Sài Gòn kiểu như đang suy thoái á. Quán xá Sài Gòn ở, nói chung không phải ở Sài Gòn nữa mà là ở Việt Nam luôn, thì cái tình hình mà kinh tế nó căng thẳng, cho nên là tôi chọn Campuchia tôi mở trước. Nếu như bên đó chạy ok, xin lời rồi, mọi việc ổn định rồi và kinh tế Việt Nam nó đỡ lại một chút rồi thì có thể là tôi sẽ mở thêm quán ăn ở Sài Gòn. Nhưng mà hiện tại là tôi chưa có cái kế hoạch mở quán ăn ở Sài Gòn nha bà con. Em cách chị một ngã tư ngay chùa gì á, không biết tên. À, cái chùa đó là có cái tường màu vàng đúng không? Ồ, nào rảnh ủng hộ chị tiếp. Ok, em Hoàng Ngọc. Mãi yêu. Em muốn sửa cánh tay mà muốn lưu niệm chị Sâm hả? Ok, khi nào mà bạn muốn sửa thì bạn nhắn tin cho mình, hoặc là bạn ghé tiệm trực tiếp để cho mình coi sửa như thế nào, bàn với bạn, báo giá cho bạn. Ok thì mình chọn một ngày đẹp trời nào đó mình cùng làm thôi. Sinh năm bao nhiêu vậy bà ơi hả? Tôi sinh năm 90 nha mấy fan. 90. Qua đó nào mai. Dạ em mở bên Campuchia tiệm xăm là em mở được 2 năm rồi. Còn quán ăn thì em mới mở hồi hồi Tết, Tết của mình xong, Tết Tết ta của mình xong á là em không. Hồi Tết hồi trước Tết ta là em qua em thuê mặt bằng xong rồi về Việt Nam chơi Tết ta, ăn Tết ta 2 tuần. Rồi em qua bển em bắt đầu decor trang trí mất khoảng 2 tháng rồi. Em mới chạy thử mới được 20 ngày thôi bà con. Nhưng mà trộm vía mọi người, người Việt ở bên đó người ta cũng ủng hộ dữ lắm. Muốn lưu niệm tại chị là idol của em. Cảm ơn em Hùng Triệu nha. Hôm nào em gom tiền đủ qua tiệm chị xăm cho em với. Ok, em Xuân Lực, cảm ơn em. Ừ, em nhắn tin Facebook này luôn Hồng Triệu ơi. Chị ơi, tài chính lít rưỡi có full được hai chân không? Dư xăng em ơi. Tài chính lít rưỡi là 150 củ đó, đúng không? Là dư xăng á. Chị bị chồng bỏ rồi hả chị? Không, đó giờ nói thiệt trong tất cả mối quan hệ, trừ khi tôi cảm thấy tôi rời đi được thì à không, ngày xưa bà con, hồi còn nhỏ, hồi 17, 18, 19, 20 đồ á là tôi toàn là người bị bỏ thôi. Tại biết sao không? Hồi đó tôi xấu dã man luôn, mà cái mỏ hổ dã man luôn, kiểu như người ta quen tôi cặp tôi chỉ là qua đường rồi vậy á, chứ không ai thương tôi thiệt lòng á. Là từ lúc đó tôi bị bỏ cái chân á, từ cái lúc mà tôi lấy chồng đầu tiên á là bắt đầu từ đó là toàn là tôi là người rời đi trước thôi bà con à. Nên bây giờ mà thằng nào nó nói nó bỏ tôi á, tính từ lúc mà tôi kết hôn lần đầu á mà nói nó bỏ tôi giả chạc vô cái mặt nó liền. Có xăm trả góp không? FE ngân hàng á. Có xăm trả góp bằng niềm tin thôi em à, chứ không cần phải qua FE chi cho bị tính lãi em nhé. Bây giờ cũng xấu không? Bây giờ cũng xấu nhưng mà cũng có giá trị hơn chút. Ngày xưa xấu mà còn không có giá trị nữa. Em gặp chị 2-3 lần rồi. À, quán ăn của mình mở ở thủ đô Phnom Penh bạn, chứ không phải mở ở Mộc Bài.
Hello, xin chào 90 nha. Gì? Em đang ở Mộc Bài lên chỗ chị mất bao lâu? Từ Mộc Bài đi lên tới chợ trên Nông Bình của chị chắc mất 3 tiếng em. Với lại 50 cành, 50 đô để mà lên tới tiệm của chị. Khách của chị ở Mộc Bài lên là người ta đi taxi lên đó, mất 3 tiếng hoặc hơn 3 tiếng chút tùy theo có kẹt xe hay không. Không không, chị không có hỗ trợ FE nhưng mà chị hỗ trợ bằng niềm tin nhá. Không phải em Xuân Lực ơi. Coi chừng mở quán ở Cam phá sản vì có rắc rối nhé em. Dạ. Dạ đúng anh, ở bên đó nếu mà gặp rắc rối thì cũng cũng dễ bị phá sản lắm á. Nhưng mà quan trọng là mình không, em mở bên Cam á, em không có đứng tên của em. Người đứng tên giùm em là người Cam, cho nên mọi việc sẽ giải quyết qua cái người Cam á. Và cái người mà đứng tên cho em á, em rất là tin tưởng, rất là thiệt tình. Có mà cảm giác như mối quan hệ của tụi em rất là khăng khít, rất là tin tưởng. Em không có đứng tên, ví dụ như mình là người nước ngoài đi, mình đứng tên kinh doanh ở một cái đất nước khác đây thì có thể là gặp những cái vấn đề mà khó khăn lớn hơn là người trong nước đứng tên. Ở Việt Nam mình cũng vậy thôi. Vậy làm quá mà giờ này sao em không ngủ à? Dạ, em chưa ngủ được. Xíu nữa mới ngủ. Chưa ngủ được nằm lăn qua lăn lại lướt TikTok đồ này nọ nó cũng mỏi mắt thôi. Lên live stream chém gió với bà con, biết đâu được lại kiếm được một khách hai khách gì cho ngày mai tới xăm đỡ ế. Hello. Bả dễ thương ghê ghê nơ vậy mà mấy cha cứ vô khịa bả không à. Kệ, chị cũng thích người ta vô khịa chị lắm, để mình nói chuyện ngược lại thôi. Với lại có cái cho người khác coi, có cái cho người khác hiểu chứ không có vấn đề gì hết em ơi. Chốt mai tới xăm nhé. Chốt là phải chốt thiệt nha, âm thanh ánh sáng. Chốt là phải chốt thiệt chứ không phải là chốt cho vui, nói cho sang cái mồm là để ngày mai tôi bắt cái ghế tôi ngồi tôi ngóng đó nha. Chốt là phải tới chứ để tiệm tôi ế là tôi giận luôn á. Chị đang Việt Nam em ơi. Chị về dạy quán ăn ai lo hả? Có anh người yêu của chị lo. Ảnh bếp trưởng. À quên, ảnh là bếp chánh. Ý là tránh ra cho đầu bếp khác nấu. Đội hình của tôi bên đó có mấy chục người bệnh mà con. Ở quán ăn là bao nhiêu nhân viên ta? Ba đầu bếp, một bartender, ba nhân viên chạy, một phụ. Đó, ba nhân viên chạy là ba nhân viên mà chạy mỗi ngày ha. Chạy tại chỗ còn còn chưa kể có ba nhân viên sơ cua là ba thợ xăm của tôi ở bển không, cứ có khách xăm thì về xăm mà không có khách xăm thì tụi nó lại qua quán ăn tụi nó phụ. Nói chung là nhân lực bên Cam đang đông lắm. Nào chị đi Cam ghé quán em ủng hộ. Dạ em cảm ơn chị Trúc Kim. Bên đó mặt bằng mắc không chị? À, thú thiệt với bà con là cái mặt bằng mà tôi thuê làm quán ăn á là chỉ có thuê ở dưới tầng 1 là tầng trệt thôi nha. Nhìn thấy cái mặt bằng đó là có 3 4 lầu nhưng thực sự nó là cái chung cư. Tôi thuê cái tầng trệt ở dưới thôi chứ không có lên lầu nào hết. Là 2.000 đô một tháng. Một tháng 2.000 đô là bằng 50 chai Việt Nam á. Và sau 3 năm thì sẽ lên tiền nhà một chút. Đó, mà nghe nói đó là tôi thuê được giá rẻ rồi, tại vì sau dịch Covid giá nhà của bên Cam người ta không có cho thuê được giá đâu. Mấy tháng trước là ông anh tôi hỏi cái nhà đó thì ông chủ nhà nói là
2.000, 2.500, cái ông anh tôi trả xuống 2.200, không chịu, không cho mướn. Cái mấy để nhà không mấy tháng vậy, cái mấy tháng sau tôi qua tôi hỏi tôi thuê lại thì ổng chịu cho thuê giá 2.000. Hello, xin chào 81 Gia Lai. Ai đi ngủ ngủ với nha. Kệ máy khứa xăm soi đi chị, hơn ở cái ai kiếm tiền nhiều hơn chị ơi. Không, kiếm tiền nhiều cũng chưa chắc hơn đâu bà con. Đó, ví dụ như cái vụ đại án kinh tế của Việt Nam đó. Trời ơi, nghĩ làm sao mà mình nghĩ được có một người mà giàu kinh khủng khiếp như vậy. Đó, tiền nhiều dã man, chứng tỏ người ta kiếm được như vậy, người ta rất là giỏi đúng không? Chẳng qua là cái giỏi đó không đặt đúng chỗ thôi, không, sai đường thôi. Trời ơi, nghĩ sao mà bao nhiêu cái cao ốc bự bự của Sài Gòn, những cái lô đất vàng của Sài Gòn, Hà Nội là người ta là chủ sở hữu hết. Đó, nhiều tiền đó bà con. Ai kiếm tiền giỏi hơn, nhưng mà thôi, tôi nhìn những cái tấm gương đó tôi cũng chỉ kiếm vừa đủ thôi bà con à. Nói chung là mình không cần giàu nứt đố đổ vách đâu, mình chỉ cần có đủ ăn đủ mặc, đủ tiền để cho con cái học hành, mua được 2-3 cái nhà đồ vậy vậy thôi. Rồi để mai mốt tuổi già mình có thể đi lên núi hoặc là đi xuống biển, mình ở một cái nơi gọi là khí hậu trong lành, gần mấy cái bệnh viện để cho mình dưỡng già vậy được rồi. Chứ tôi không phải là kiếm tiền để mua nhà lầu, mua siêu xe đồ, rồi làm biệt thự biệt phủ đồ này nọ đâu bà con. Tôi bây giờ tôi cố gắng làm việc á, tôi cũng chỉ mong là những người ở bên cạnh tôi, những người anh em tôi, những người mà giúp đỡ tôi có công ăn việc làm ổn định, với lại tôi cũng có khả năng để giúp đỡ được những người đã từng giúp đỡ tôi, hoặc là giúp đỡ được những cái mảnh đời bất hạnh, hoặc là mình có thể giúp ích được cho đời một chút thôi. Chứ mình không cần phải kiếm tiền để cho mình lên bảng danh sách những người giàu nhất, hay là mình phải kiếm tiền để chứng tỏ thiên hạ rồi. Dạ, đơn đơn sơ vậy thôi. Tôi chỉ mong lúc về già tôi có cái nhà cấp 4, hoặc là cái nhà vườn, hoặc là một cái nhà biển vậy thôi. Xem em rất lâu rồi, từ cái ngày vẫn còn chấm ba chấm cơ, rất quý tính giản dị và chịu đựng của em. Chỉ tiếc rằng có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là một cô gái cần một người chân thành che chở. Chúc em thành công hơn nữa. Vâng, đúng vậy, em cũng cần người che chở. Đúng là mình có mạnh mẽ cỡ nào mà bên cạnh mình có một bờ vai á, thì nó vẫn đã hơn mấy chị à. Dù sao mạnh mẽ hoài cũng mệt mà, gồng hoài cũng mệt, mình cố gắng hoài cũng mệt, mình cũng cần có được chăm sóc, kiểu như con gái mà ai mà chăm sóc mình khoái lắm, từng cái nhỏ nhặt cũng cũng không cần là người ở bên mình phải cho tiền mình một số tiền nhiều hay gì, chỉ cần biết mình thích ăn gì, biết ngày hôm đó mình như thế nào, hỏi thăm mình, rồi lo lắng cho mình, thấy mình đau thì mua thuốc cho mình rồi vậy. Mấy cái lặt vặt vậy thôi, vậy mà làm cho em đổ luôn đó. Em sinh năm 90 nhé. Về Bình Thuận đi, em kiếm cho cái nhà gần biển hả? Chị có nhà gần, chị có đất ở gần biển rồi em. Đã có, nếu mà cuối năm nay mà chị có tiền thì chị sẽ xây. Trời, biển chỗ chị đẹp lắm. Đi một bước ra là tới bãi biển, từ cái nhà của chị bước xuống là bãi biển luôn. Chị đã lót đường rồi. Chị tính là có cái nhà trên núi là mua đất trên núi rồi nè, có cái nhà dưới biển là mua đất dưới biển, đất là có rồi đó mà chưa tiền xây nhà thôi. Bây giờ có thêm tiền mua cái nhà ở Sài Gòn nữa, chờ y bài. Kiểu như mai mốt mình già mình lớn tuổi bà con, mình không làm ăn nữa, cái mình đi về quê mình ở, mình lên núi mình ở, mùa 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 bão á, thì mình lên núi mình ở, còn mùa hè thì mình xuống biển mình ở, rồi cái lúc mình bệnh á, thì mình vô Sài Gòn có cái nhà ở Sài Gòn để mình chữa bệnh vậy được rồi.
Ủa vậy hả Trần Minh Đức? Chị nói giọng Bắc đi à? Thôi nói giọng Bắc, đang nói giọng Nam mà giờ chuyển qua nói giọng Bắc nó bị líu lưỡi đi em ạ. Gần biển ăn đồ biển hoài luôn. Đúng. Em sửa soạn lại đi nha, đừng hỏi anh là ai ở đâu, chỉ cần biết anh theo dõi em lúc em trong Sài Gòn tới giờ. Ok. Sửa soạn lại là sửa làm sao? Em già rồi anh à. Có sao xài vậy thôi. Bữa trước tính đi nâng vú, nhưng mà thôi, nâng vú đau lắm. Còn cái khuôn mặt, cái mặt tiền dày đủ xài rồi, có bồ rồi mà. Chừng nào mà mình không có bồ đi, hoặc là chừng nào mà thằng bồ mình vô tâm, mình muốn có bồ mới đi, là mình mới sửa soạn. Còn giờ đang yên đang lành. Gần núi anh ăn đồ núi. Quê của em là gần núi mà con, quê của em là còn rừng nguyên sinh luôn á, còn núi nguyên sinh luôn á, còn động vật hoang dã luôn á. Là em mua một miếng ở quê à, để có gì mình đi lên núi lên suối rồi mình chữa lành rồi. Đất trên núi quê em vẫn còn rẻ lắm. Bà con đừng nghĩ em nhiều đất vậy là nhiều tiền nha, không có đâu. Đất của em mua toàn máy xị không à, không có phải là đất tiền tỏi đâu, cũng không nhiều tiền đâu bà con. Bây giờ mà kiếm được khoảng ba bốn xị xây cái nhà cấp 4 nữa, làm cái vườn trồng rau nữa y bài. Anh không xăm ở đâu, chỉ xăm cái nụ rồi ở trán, giờ anh muốn xóa được không em? Anh xóa thì anh đi kiếm chỗ bắn laser, bên em không có xóa anh ơi. Rừng quê còn đâu nữa bạn ơi, xong còn cha. Bây giờ đi lên chỗ gì, hồ hồ Thạch Khê à, 77K1 nè. Đi lên chỗ hồ Thạch Khê, bên trong cái hồ đó là vẫn còn rừng nguyên sinh đấy còn gì. Mình nhìn cái rừng keo với cái rừng nguyên sinh là mình sẽ thấy liền cái màu của rừng nguyên sinh, nó kiểu như màu xanh rất là đậm và nó không có đều màu. Còn cái rừng keo là xanh non mà nó đều y như là rừng, nhìn rừng trồng với rừng nguyên sinh là biết liền à. Ai vô tâm còn ai nữa. Những người đàn ông tên Huy vô tâm chứ ai nữa. Trồng keo hết rồi còn đâu, ít thôi à. Đúng rồi, nhưng mà vẫn còn rừng Hoài Ân, vẫn còn rừng Ân Lão, vẫn còn. Chị tôi dễ thương thế ai cũng chê. Biết sao chê không? Tại vì người ta chưa biết chị dễ thương đó. Đầy người á, đầy người theo dõi chị nhiều năm người ta mới thấy chị dễ thương, chứ mới vô là thấy chị giống con quỷ gì đó. Khi nào cưới em? Dạ em có biết đâu, em là con gái mà, thì cũng chờ ai đó ngỏ lời thì cưới thôi, còn không ngỏ lời thì mình cũng chịu thôi, chứ không lẽ mình là con gái mà mình suốt ngày mình đi đốc thúc người ta cưới mình sao? Không nghe gì hết, nghe được, nghe chưa, nghe chưa, ok chưa? Tại để cái điện thoại ngang xuống cái nệm nó chặn mất tiêu à. Gái Bình Định dễ thương lắm, ngày xưa tí nữa thì làm rể Bình Định rồi đấy nhé. Úi giời ơi, gái Bình Định dễ thương lắm, nhưng mà chồng phải ngoan cơ thì nó mới dễ thương, còn chồng mà không ngoan thì nó như con hổ vậy đó, không không có dễ thương lắm đâu anh à. Anh đã nghe cái câu cái gì, ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định cầm roi dạy chồng. Nghe chưa, nghe chưa? Nếu chưa nghe thì hãy về quê em mà chứng kiến. Anh còn cơ hội nào không? À anh Johnny à, anh Johnny em cũng không biết nữa. Đợi mai mốt ơi, thằng bồ em nó mà bỏ em một cái, em sẽ liên hệ với anh Johnny liền ngay luôn nhá. Anh Johnny ở bên Mỹ đúng không? Thằng bồ em mà nó bỏ em là em đi qua Mỹ với anh Johnny luôn. Gì trai Bình Định thì đẹp trai hả? Đúng luôn,
trai Bình Định đúng đẹp trai thì tôi cũng mê mấy anh ở Bình Định lắm mà không có duyên cưới mấy anh, toàn cưới ở xa thôi. Chiền ơi cho tôi qua phụ bếp đi, hu hu. Chiền ơi Quý Lê ơi, bên đó phụ bếp làm không được nhiều tiền á, tiền đóng bát bò hết trơn à, thì qua anh chơi cho cực. Thôi phụ bếp của mấy quán ở Sài Gòn đi, dù sao cũng ở trong nước mình không có đỡ, mình đỡ tốn tiền, mình đóng bát bò hiểu không. Nghĩ sao mà lương tháng có mấy cha mà đóng bát bò kiểu lao động á, mất 200 đô qua làm gì, hết tiền luôn rồi, tiền ăn tiền ở tiền sinh hoạt rồi bên đó tính bằng đô không đó. Chào quá trời mà không chào lại người ta cái à, xin chào các bạn. Nhìn chị đẹp gái quá hả? Johnny đã yêu đơn phương em 3 năm rồi hả? Thì cũng vậy. Trời ơi, vậy thêm vài năm nữa có sao đâu anh Johnny. 3 năm anh yêu em đơn phương, anh vẫn chưa chết cơ mà, anh cứ thêm vài năm nữa đi. Bữa em thấy chị ở Lê Thị Riêng đúng không? Đúng nha em. Chị tiệm chị ở 51 Lê Thị Riêng. Gì? Ai vô tâm? Chị xua. À, nị khưa khừa vô tâm chứ ai. Những người đàn ông tên Huy là những người vô tâm nha. Đó không phải là lời của chị nói, đó là lời người yêu cũ anh Huy nói. Gì? Anh là trai Bình Định. Trời, thảo nào tự khen mình đẹp trai luôn. Vậy tôi làm ở quán ăn của bà ở Sài Gòn nha. Tôi làm gì có quán ăn ở Sài Gòn ông nội. Chừng nào mà tôi mở quán ăn ở Sài Gòn là tôi liên hệ ông liền. Chị theo dõi em gần chục năm rồi đó Mai. Wow, cảm ơn chị. Fan cứng. Ngoài kia gió thổi la đà, chị mà bị đá thì về bên em. Á à, đù, hay quá ta. Này à, em giỏi văn, chị giỏi võ là văn võ song toàn. Âm thanh ánh sáng chốt mấy giờ xong à? Ngày mai 11 giờ là tôi có lịch rồi. 11 giờ trưa là tôi có lịch rồi. Bây giờ mà tôi chưa ngủ thì chắc có lẽ ngày mai tôi sẽ ngủ tới 10 giờ sáng. À, tôi dạy tôi ăn uống xong tôi làm cho chị khách kia chắc tới chiều. Nếu mà âm thanh ánh sáng mà muốn xăm á thì buổi tối lại, khoảng 6-7 giờ tối bạn lại nhá. Johnny cố gắng thêm 3 năm nữa nha Mai. Ok anh. Cảm ơn anh Johnny đã luôn chờ đợi em. Nếu mà 3 năm nữa mà anh chưa thấy rục rịch gì thôi anh ái con khác nữa nha, anh đừng có chờ em nữa nha. Em theo dõi chị Mai từ lúc chị Mai qua Cam. Thế sao? Em theo dõi chị thì thấy chị sao? Hello chị An Nhiên. How are you? Gì áp gánh còng lưng. Giận quá giận. Bây giờ tôi sẽ cho bà con coi nhan sắc thật sự của tôi nha. Đúng là cái này, cái mà bà con đang nhìn đây là áp thiệt luôn. À, đúng là áp thiệt luôn. Bây giờ tôi sẽ cho bà con coi nhan sắc thật sự. Anh Johnny, Johnny hãy nhìn cái nhan sắc của em và coi có quyết định lại thì quyết định nha. Tắt cái hiệu ứng ở chỗ nào ta, chờ chút, chờ chút. Tắt hiệu ứng, tắt hiệu ứng. Hiệu ứng đây. Ủa. À đây đúng rồi, đó nè. Đây. Không. Hớp áp được chưa? Áp gánh còng lưng. Hello Nị Hạo, Nị Hạo Nguyễn Khắc Mạnh. Từ từ. Rồi, từ từ tôi tắt áp bên phở bò luôn. Bà mẹ nó chỗ nào trời. Đây, 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 đây. Nhưng mà bên phở bò không tắt được nha mấy fan. Bên phở bò là vô cái chỗ hiệu ứng là nó trắng nhách chứ nó không có chỗ nào để tắt thôi. Bên phở bò thì ráng nhìn tôi đẹp đẹp một chút đi.
Chị khỏe, cảm ơn, rất vui vì mỗi ngày cuộc sống của em càng tốt hơn. Em cảm ơn chị An Nhiên. Mai mốt có về Việt Nam thì ghé em nha. Em cũng chúc chị ở bển cuộc sống ngày càng tốt, bình an, vui vẻ bên mấy đứa nhóc với lại bên ông xã của chị nha. Gì? Gớm. Giờ làm gì bên Cam và em? Đâu á. Bây giờ em đang ở Sài Gòn anh. Em đang ở Sài Gòn. Còn bên Cam là em mở tiệm xăm với quán ăn. Giờ đang ở tiệm xăm ở Sài Gòn. Xăm nhìn đẹp nhưng lúc về già nó nhăn lại thì ối rồi ôi. Thế các bạn không xăm lúc về già có nhăn không? Có ối rồi ôi không? Hay là vẫn đẹp như là lúc mà còn trẻ? Nếu mà các bạn cũng vậy thì các bạn im im cái mồm đi nhá. Xăm hay không xăm, người ta nhăn với bạn có nhăn không? Hay là người ta xấu với bạn có xấu giùm người ta mà nói nhiều thế? Nói ít thôi. Sài Gòn chỗ nào à? Chị quận nhất em ơi. 51 Lê Thị Riêng quận nhất. Áp không áp gì, nghe giọng nói là tôi khoái bà. Thẳng thắn, chân thành, vui tính, trầm tĩnh. Đặc biệt tính cách nói nhỏ nhẹ với mấy anh chị sân si mà đau đầu. Trời, bà con thấy tôi ở trên livestream nhỏ nhẹ vậy thôi á, chứ ngoài đường, ngoài đời á, tôi không có nhỏ nhẹ vậy đâu. Nhất là lúc mà cãi nhau với lại thằng bồ tôi, không? Lúc đó tôi là quỷ chứ tôi không có nhỏ nhẹ đâu. Chẳng qua là ở trên livestream với ở trên mạng không có đủ đô để mà gây lộn với tôi, không? Gây lộn với tôi là phải đủ đô thì tôi mới gồng lên, còn không là tôi vẫn bình tĩnh như bình thường. Đừng lừa người ta bán qua Campuchia nha. Trời ơi, tôi bán 20 đứa rồi. Từ bữa mà mở tiệm tới giờ là tôi dắt 20 thằng học trò tôi qua bên Campuchia rồi. Mờ qua một cái là tụi nó ở bên đó luôn. Tôi mới bán 20 đứa. Tiền mỗi đứa là 5.000, không? Tiền vô túi. Bán 20 đứa. Bây giờ có thích ai, lộn, có ai thích mà muốn muốn được bán không? Qua đây tôi bán luôn, không? À, đúng rồi, bán cả anh Linh Quân luôn, bán luôn. Tôi là trùm đi buôn người đây bà con, không? Đừng ai mà để nghe lời giờ tôi dụ dỗ mà đi qua Cam nha, tôi bán đó. Tôi làm chứng nha mọi người, bán cả tôi nữa, đúng. Được giá là bán hết, không? Trời ơi, một người 5.000, một người 5.000, 7.000, đẹp gái là tôi bán 10.000 luôn, cho đi làm gái luôn, không? Còn đẹp trai là tôi cũng bán luôn, cho làm đi được luôn. Được chưa? Được chưa? Gì đây? Giờ này không bú chim mà thức vợ. Long Nguyễn, mày rảnh thì mày đi bú chim đi, chứ mày cũng thức làm gì? Thằng cà hó. Có tuyển anh làm nhà hàng không em? Dạ, nhà hàng em có cũng đủ đủ nhân sự anh ơi. Với lại em có tuyển thì tuyển người bên Cam, chứ em không tuyển người Việt Nam qua đâu. Tại biết sao không? Tuyển người Việt Nam qua là mình bán, chứ mình không làm ăn gì á. Bán, tuyển người Việt Nam vừa qua cửa khẩu cái bán 5.000 vô túi liền cho. Chứ thuê người Việt Nam qua làm mình phải trả tiền lương không? Mình mang người Việt Nam qua mình bán, không? Chà, thấy nguy hiểm chưa? Nguy hiểm chưa? Tôi muốn bị dụ dỗ mà không được nè, hu hu. Em thấy con kia hay nhắc tên chị Mai thì kiểu như thần tượng, ai thích ai quá thì nhắc tên thôi bà con. Bán là sao chị? Là bán người ấy em, là buôn người đấy. Báo công an, báo giùm đi, báo luôn đi.
Răng chị có làm không? Không em ơi. Trời ơi, anh nhìn cái hàm răng vậy là làm cái gì? Đó, hạn chế luôn. Bị gắn cờ do quấy rối và bắt nạt. Like của bạn có thể buộc dừng nếu liên tục vi phạm. Đó, thấy chưa? Mấy người nói tới cái chuyện đó làm cái gì để cho tôi bị hạn chế nữa rồi nè. TikTok nó khó ghê luôn nha. Nguy hiểm quá. Người Sài Gòn gốc hả fan? Không, tôi là người Bình Định. À không phải, mẹ tôi Bình Định thôi chứ bố tôi là người Hưng Yên. Nói cho đúng theo kiểu người Việt Nam của mình là tôi là người Hưng Yên mà con à. Nhưng mà chẳng qua là tuổi thơ của tôi gắn liền với phía ngoại, cho nên là tôi kiểu như Bình Định giống như là quê hương của mình á. Còn Hưng Yên thì đối với mình không có được thân thuộc cho lắm. Ok, bye anh Johnny. Johnny đi làm đi nhá. Đi làm thật là nhiều tiền và thật là khỏe mạnh để 3 năm nữa có gì mình yêu nhau nhá. Ba cái thành phần đó vào sổ đen đi. Chị loại không biết xã hội. Thôi sổ đen chi em, để nói chuyện cho vui mà. Thằng kia đâu chị? Mày định chỉ nhau tay đôi với nó à? Lên thôi 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 thôi. Tại thấy có nét miền Trung nên hỏi. Đúng đúng. Trước có theo dõi chị trên YouTube hả? À, ngày xưa chị chơi YouTube. Nhưng mà giờ chị ít chơi lại à. Chị vẫn giữ cái kênh đó. Cái kênh đó người ta nhắn tin cho tôi hỏi mua hoài luôn. Có nhiều người nhắn tin để hỏi mua cái kênh đó lại. Tại kênh đó cũng 200 mấy, gần 300.000 người theo dõi mà. Nhưng mà tôi không có bán, tôi để tôi giữ làm kỷ niệm. Với lại mai mốt quẩn thì tôi cũng sẽ làm lại YouTube để tôi chơi tiếp. Hồi đó là tôi có nút bạc rồi đó bộ. Nếu mà chịu khó cày là cũng cũng ráng ráng được cày nút vàng. Nếu mà chịu khó là cũng có thể cày được đấy. Nhưng mà tôi kiểu như một thời gian tôi bị tụt mood á, tôi không có muốn chơi nữa. Lâu lâu mà mình lên mình chém gió chơi chơi vậy thôi. Chị ơi cho em hỏi xăm hoa bỉ ngạn có bị gì không? Không em. Bị gì hay không thì cũng không có biết. Nhưng mà chị thấy khách xăm hoa bỉ ngạn nhiều mà. Nhưng mà có điều là người ta nói là hoa bỉ ngạn là tượng trưng cho những cái gì tình yêu đã chết đồ vậy vậy vậy. Còn nếu như mà em chỉ cảm nhận về cái đẹp của nó thôi thì em xăm bình thường. Còn hỏi về vấn đề phong thủy hên hay xui đồ này nọ thì em nên đi hỏi thầy chứ đừng hỏi thợ xăm. Thợ xăm như chị chỉ biết xăm thôi mà. Thôi chúc chị một đêm và chúc chị và mọi người một đêm vui vẻ. Em té trước đây giờ chửi. Bye bye em. Ai ngủ thì ngủ ngon đi nha. Nay khách đông không chị? Có khách đông mà con. Làm từ lúc mà 11 giờ trưa cho tới 11 giờ đêm mới hết khách bà con à. À, hai khách cuối cùng là một cô bên quận 7, một cậu người Na Uy. Làm chị em muốn xăm hình hoa hồng có đau không? Có đau chứ, đau chứ, nhưng mà nếu mình sợ đau quá thì có thể xài thuốc tê mà. Ra bùi viện làm vài chai chế. Không, tôi không có thích uống bia lắm bà con. Chứ lại tôi cũng không thích ở ngoài đó ồn ào lắm. Tôi ở ngay sát sát kế bên cái nách của bùi viện luôn. Nhưng mà tôi không không thích ra ngoài đó đâu. Tôi chỉ thích đi lên những cái rooftop của mấy cái nhà cao tầng á. Chỉ thích lên trên đó tại vì trên đó không có ồn ào mà kiểu như trăng thanh gió mát đồ này nọ. Chứ còn để mà quán xá, quán bar rồi thì lâu lâu mình cái kiểu như mình đổi gió thì mình cũng đi á. Nhưng mà để mà mình đam mê, mình yêu thích những cái chỗ mình yêu thích là những cái quán ở trên cao tầng mà con. Ở trên sân thượng của những cái tòa cao ốc á. Ừ. Du thuyền nữa, tôi cũng thích đi du thuyền nữa. Thi thoảng tôi cũng có book mấy cái bàn ăn ở trên du thuyền đồ vậy. Những cái chỗ mà đi ra bến bến Nhà Rồng á, mình mua một cái mình mua một một
một cái vé lên bao gồm một bữa ăn là hình như mà gần một củ một người á, là tôi đi dọc sông Sài Gòn là đi ra tới quận 2 cua về, đi từ 7 giờ tới 9 giờ tối cua về tới bến á, là tôi cũng thích đi mấy cái kiểu đó. Kiểu như mình là trăng thanh gió mát mình thích, chứ mình không có thích mấy chỗ sập sình chứ thượng lưu cái gì, lưu 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 làm sao mà giàu bằng Linh được mà thượng lưu. Mình là chỉ thích chiêu chiêu thôi. Nói chung chị tôi với thượng lưu rồi. Lưu lưu ở đâu mày, rẻ mà Linh. Chị ơi dặm bao nhiêu tiền chị? Dặm là sao em? Ví dụ em có cái khung không á, để em tô màu thì coi, thì chị phải coi cái khung của em như thế nào, rồi cái hình có khó hay không. Còn nếu mà em đã xăm ở tiệm chị mà cái hình bị nhạt màu hay là bị mất mực hay là gì đó thì bên chị sẽ dặm, bao dặm không có tính tiền. Còn nếu như chị dặm cho tiệm khác á, thì tùy theo là dặm nhiều hay dặm ít thì chị cũng sẽ tính tiền, nhiều hay ít là tùy thôi. Muốn tự lập như Mai, muốn tự lập như em hả mọi người? Muốn tự lập như em á thì khúc đầu mình khổ lắm, chứ không phải là mình, nhưng mà mình phải chịu khổ một thời gian, rồi khi mà mình đã đứng vững được bằng đôi chân của mình á, rồi mọi thứ nó mọi cái sự cố gắng của mình được đền đáp á, thì mình mới cảm thấy khỏe được. Chứ mà để mà một người kêu là tự lập á thì nó cũng khó lắm. Mà những người mà không có chí, không kiên trì á, bị lung lay á, cái lại trở về con đường cũ, cũng lại lại phải sống nhờ sống dựa, phải phải mất nhiều năm để xây dựng con đường của riêng mình đó bà con à. Nếu được tôi muốn đứng ở vạch đích. Đứng ở vạch đích làm gì Linh? Thế vậy những người sinh ra vạch đích người ta cũng chẳng phải sung sướng gì đâu. Có thể là người ta sung sướng về mặt kinh tế, về mặt mua mua đồ, không phải nghĩ tới chuyện ăn ở rồi này nọ, nhưng người ta sẽ có nhiều cái người ta phải nghĩ lắm đấy. Đừng nghĩ ở vạch đích là sướng. Tôi nghĩ sinh ra trên đời này dù giàu dù nghèo ai cũng có cái sướng và ai cũng có cái khổ. À, khi mà bạn nghèo hoặc là khi mà bạn làm một cái công việc bình thường, ngày làm 8 tiếng, lương tháng vài chay, nhưng mà bạn đổi lại cái đầu của bạn không phải suy nghĩ một gì đó, cái đầu của bạn không phải chạy cái deadline, không phải bị áp lực là tới tháng là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền thuế, tiền má, tiền nhân viên, rồi tiền tiền lo cho những người xung quanh. Tại vì khi mà bạn càng thành công càng giàu có thì không lẽ bạn giàu bạn bạn lo cho một mình bạn sao? Bạn phải lo cho những người xung quanh nữa, hoặc là bạn vô tâm tới mức mà những người xung quanh khó khăn mà bạn cũng không có cho người ta sao? Thì mình cảm thấy mình có thì mình vẫn phải cho người ta, nhưng mà nhiều khi cái cho của mình nó không, nó trở thành cái bổn phận và trách nhiệm nghĩa vụ luôn bà con. Tại vì mình đã thường xuyên cho như vậy mà tới khi mà mình không cho nữa thì người ta, mình cảm thấy mình lại bị thiếu cái sự trách nhiệm đối với người mà mình đã từng cho và cho rất nhiều. Đó. Nhiều khi bạn gặp một cái sự cố đó bạn chưa có đủ tiền để mà bạn xoay sở, hoặc là bạn chưa có dư ra được, nhưng mà tới cái ngày đó là tới cái ngày mà bạn phải cho người này nè, phải cho người kia nè, phải có trách nhiệm nọ trách nhiệm kia nè, tự nhiên đó cũng trở thành một cái áp lực của bạn vậy. Chị đừng tẩy não em. Em chỉ muốn thế thôi à, em chỉ muốn sinh ra vạch đích thôi à. Người Việt ở Campuchia nhiều không vậy? Nhiều lắm. Thành thủ đô Phnom Penh có 2,5 triệu người thì chắc tôi nghĩ là người Việt cũng gần 1 triệu người rồi đó. Đồng ý, đồng ý. Chính xác, đúng. Thì những ai mà đã trải qua rồi thì mới hiểu. Còn còn chưa trải qua thì chưa hiểu đó bà con.
mà chưa mang cái gánh nặng trên người cũng cũng không có hiểu được đâu. Ủa sao tự nhiên ông nội này vô đây được vậy trời, gì bất cần đời đâu ai trời, sao để xóa được ông nội này vậy. Chào chị nha. Hello. Dạ chào chị. Ủa chị, cho em hỏi như cái bụng, cái phần xăm mình này, mình muốn mà đi hết cái ngực, phần bụng ở dưới là ngực nha, mà nếu mà theo cái hình mà cái đầu của một cái đầu lăn á, Hết ngực hết bụng một cái đầu lăn rồi. thì giáo nó bằng một cái lưng thôi em. Là tầm cỡ bao nhiêu vậy? Khoảng 25 30 40 50 cũng có, tùy theo cái hình, độ khó của cái hình, hình trắng đen hay hình màu tả Cả thực trắng đen, không. trắng Cái đen, trắng trắng đen thì tùy theo là cái body em lớn hay nhỏ, em 50 kg khác mà em một tạ thì dáng khác em. không, em có sáu mấy ký à? Khoảng 30 35 40 vậy đó. Tùy mẫu. Thôi chốt 40. Ủa xin sao mình gần ở đâu chị? Mốt Lê Thị Riêng quận nhất em. Dạ. Thôi vậy nha em ha. Sao tự nhiên lại có em đây. Chết thật. Ngoài ngắt kết nối bất cần đời. Hello. Nghe bà nói chuyện tôi cười rớt điện thoại một tạ. Em ơi tại sao xăm mình nhiều như vậy? Em xăm như vậy có đau không? Dạ tại em thích xăm. Với em làm thợ xăm á chị. Giống như mình mấy người mà thợ làm tóc thì tóc hay kiểu nọ kiểu kia ha. Phải phải chăm làm tóc để tạo kiểu để cho khách hàng người ta biết, người ta tới người ta làm ha. Còn em này xăm hình kiểu nọ kiểu kia rồi, kiểu kiểu vậy đó chị. Mình cứ coi như là vậy đi chứ mà mọi người đừng có nghĩ em mà giang hồ đồ này nọ. Nếu mà giang hồ thì em không có livestream đâu. Giang hồ giờ em lo em làm mấy việc giang hồ của em rồi chứ em livestream lên nói chuyện với bà con làm gì. Mà em đâu lên mạng để đòi đòi quýnh lộn quýnh lạo rồi gì đâu mà kêu em giang hồ. Thấy chị nói chuyện dễ gần không giống vẻ bề ngoài đúng. Dễ dễ bề ngoài dữ dằn vậy sao? Mai có phải vợ anh Vinh không? Giờ nhìn khác vậy. Không. Ta lấy nó bao giờ đâu mà vợ. Mình chỉ cặp kè cho vui thôi bà con. Cặp kè cho qua ngày đạn thoáng thôi. Nếu em muốn về bình thường được không? Em có cách nào làm cho sạch không em? Không. Bây giờ em chỉ có nhảy vô nồi nước sôi. À không, nồi nước sôi cũng không được nữa. Nhảy vô chảo dầu á. Chảo dầu đang sôi, lột ra một cái nó mới hết bà con à. Chứ giờ bắn laser cũng thua. Bắn đoạn ngày, đoạn tháng cho tới già, cho tới chết cũng chưa hết nữa. Đúng, đúng. Mai cũng chưa là vợ Huy nữa. Huy đã cưới rồi mà vợ. Chỉ là yêu nhau thôi. Chừng nào cưới thì mới là vợ nha. Chị có nhận học viên quận nhất không? Có em. Bữa nay chị mới nhận một học viên bên Úc về. Nói chung là tháng tôi cũng nhận vài học viên bà con để có tiền trang trải tiền nhà, tiền điện, tiền nước đồ vậy. Có khi nào em hối hận không? Không. Em không hối hận. Trời ơi, em đang kiểu như em đang sống với cái nghề xăm, đang huy hoàng với cái nghề xăm mà mắc mớ gì em phải hối hận. Chừng nào mà à, ví dụ xui xui rồi em lụi tàn đồ vậy thì có thể em hối hận chứ giờ em đang đỉnh cao của cuộc đời mà anh kêu em hối hận làm sao. Em xem chị từ 2016 tới giờ chị nói chuyện cuốn quá. Cuốn không? Cuốn chuyện nè, tôi nói chuyện cuốn là thuộc dạng bẩm sinh nè bà con. Ngày xưa lúc mà tôi huy chứ ai, lúc mà tôi mười mười mấy tuổi, mười 17 tuổi là tôi nó chơi với nhau,
là lúc đó tôi ở ngoài Bình Định á, nó ở trong Sài Gòn nào nó cũng tốn mấy chai tiền điện thoại. Ngày xưa điện thoại tốn tiền mà con, hình như mấy ngàn, 3 ngàn một phút hay gì á, mà gọi điện thoại bàn, hai đứa gọi điện thoại bàn với nhau, mà ông già nó tháng nào cũng trả tiền điện thoại mấy chai mà toàn là gọi về Bình Định, là nó bị cuốn bởi cái giọng của tôi đó. Gì không có hoa tay học được không? Đây tay của chị không có một cái hoa tay nào hết trơn, mà tay của Huy á 7 cái hoa tay cũng đâu học được đâu. Đừng á, mình đừng á coi hoa tay hay gì á, mình coi cái ý chí và cái sự luyện tập của người ta thôi. Kể cả ví dụ như những người mà ngày xưa mà kêu là có khiếu vẽ rồi này nọ, chẳng qua là người ta vẽ nhiều thì thành vẻ đẹp, chứ không ai đẻ ra cái vẻ đẹp liền. Thích vẽ, vẽ nhiều, vẽ thời gian dài cái thành vẻ đẹp. Rồi cũng như giống như xăm vậy á, luyện xăm, luyện tập nhiều, luyện tập thời gian dài tự nhiên xăm đẹp thế thôi. Đúng rồi, vô tâm, Huy vô tâm. À, bể nợ tùm lum rồi à? Thế à? Từ ngày xưa rồi, trả nợ thấy bà luôn. Chị ơi, xăm có âm dương như trong phim không? À, phong thủy á hả bạn? À, chắc cũng có đó, nhưng mà mình không rành đâu, nên mọi người đừng kêu mình là tư vấn phong thủy cho mọi người nhé. Cái gì của mình là của mình nhé chế Huy, đúng. Cái gì của mình là của mình, có vô tâm thì cũng là của mình thôi, hiểu không Huy? Huy biết chưa? Huy đi về nhà ngủ chưa? Huy đã đóng quán chưa? Đúng rồi, phải phải có đam mê thì có đam mê mới luyện tập chứ bà con, không đam mê nó làm sao mà ngồi ngày ngồi đêm mà luyện tập nó. Sao một mình vậy nè, trời ơi chu, một mình nè, nửa đêm nè. Rồi bữa nay đang live stream mà TikTok bắt xác minh nữa hả? Bắt xác minh coi còn thức hay ngủ hả? Cho gì sao đẻ ra mấy năm hát đã hay vậy? Sao sao đẻ, ừ đẻ ra mấy năm hát hay thì còn có lấy cái đó trời phú, còn đẻ ra mấy năm mà xăm đẹp mà vẽ đẹp á. Đang phát là máy Samsung mà chị, đúng rồi, còn máy iPhone là đang phát cái này em à, ấy đang phát iPhone và Samsung. Máy Samsung nó xấu đau xấu đớn luôn, dã man. Ai mà kêu thích xài Samsung đồ này nọ với tôi là tôi không có thích rồi đó. Mua về chỉ để chuyển khoản ngân hàng, tại cái điện thoại Samsung gắn cái app ngân hàng vô chỉ để chuyển khoản thôi. Mai tôi đưa hoa hậu Ý Nhi qua xăm. Hoa hậu Ý Nhi hả? Cái gì túi túi Gucci kìa. Đúng rồi, phải dựa, phải dùng cái túi Gucci để dựa hai cái điện thoại để nói chuyện. Đúng rồi, phát lai nó xấu dã man luôn à. Nhưng mà giờ là hiện tại không có cái iPhone nào cả, đang chờ xem khách xăm nhiều nhiều có tiền đổi cái iPhone. Gì phát lại à, live stream trên TikTok làm sao phát lại được bà con, này là phát trực tiếp đấy. Chưa ngủ à chị đẹp, dạo này sao không thấy trên phở bò? Bạn Phan Phan phải tìm Phạm Mai tattoo trên phở bò là ra, tại vì nhiều khi cái phở bò nó đâu có cho tương tác nhiều đâu. Bạn muốn tìm tôi cứ tìm Phạm Mai tattoo là ra. Cái gì đây đây em có dư nè, iPhone 6s, thôi 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 thôi
Tao vừa cho người ta một cái iPhone 7, một cái iPhone 10 đấy. Mày lại mang cái 6S ra mày mày dọa tao. Bây giờ 6S chỉ để nghe và gọi và chọi thôi nhá. Em nghĩ chị có tóc ngắn là hợp lắm ấy. Đúng. Cái mặt của chị để tóc ngắn, tóc nào cũng hợp á. Tóc dài cũng hợp nữa. Tại tóc chị đẹp lắm. Nhiều khi cái mặt chị xấu nhưng mà tóc chị đẹp. Về Việt Nam rồi à, địa chỉ đâu vậy à? Dạ, em ở 51 Lê Thị Riêng, quận nhất. Em đang ở Việt Nam đây. Hello, tôi sinh năm 90 nha. Có quen Tôn Ngộ Không ở An Giang không? Không. Thì chị nói ai cho iPhone? Không. Ai cho iPhone là người khác, không phải xin mày. Khiếp, mày cho chị quá trời thứ rồi. Kìa, trời ơi, bây giờ 1 giờ sáng mà khách bên Cam còn hỏi giờ còn ship đồ ăn không. Không biết là quán đã đóng chưa. Huy Bùi ơi, Huy Bùi có đang xem live không? Trả lời Telegram khách đặt đồ ăn kìa Huy Bùi ơi. Chị để tóc ngắn đẹp, đúng. Chị để tóc nào cũng đẹp á. Mặt em đẹp vậy mà em xăm hay dán vậy em? Dạ, em xăm. Em xăm chứ em không có dán. Hồi đợt qua chị xỏ khuyên rốn thấy chị ở ngoài nhỏ nhắn xinh vãi. Trời, đã nói rồi, ở trên mạng nhìn chị giống quỷ vậy thôi chứ ở ngoài nhìn chị cái là yêu luôn, xinh xắn. Nhỏ nhắn, cao có 1m68, nặng 50 kg. À không, 7. Bữa nay lên 55 kg. Em đầu xong anh cuối xong à chị? Đúng, ảnh đang bên Campuchia em. Mở nhà hàng đó là để cho ảnh làm mà, chứ chị có biết gì về nhà hàng quán ăn đồ gì đâu. Bây giờ bữa qua mới bắt là mới 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 đang học làm phụ bếp. Không, tôi 1m67 bà con, chứ chắc cũng không tới 68 luôn. Nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Hồi trước tôi không có tới 50 kg đâu mà tự nhiên yêu cái anh này, yêu cái anh này, ảnh nấu ăn ngon quá mà ảnh cho ăn uống đầy đủ, ảnh chăm sóc đầy đủ, thế là lên một phát lên 7-8 kg luôn. Nên nhìn cái mặt nó mới tròn vậy chứ hồi trước mặt tôi hóp vô xong rồi hai gò má nó cao lên ha, mắt nó sâu vô ha. Hồi thấy gầy mà, đúng rồi, nhưng mà bây giờ không có gầy nữa bà con. Bây giờ mặt ú na ú nằn luôn. Chị không qua Cam ăn Tết à? Không em, tại chị có khách hẹn ở Việt Nam nhiều nên chị về chị giải quyết mấy cái lịch hẹn. Mai mình qua, mai ghé hàng xanh lấy điện thoại về xài nhé. Không có tiền, không có tiền. Bây giờ mai đẹp hơn hồi đó à? Dạ, đúng, em cũng thấy vậy. Hồi trước em cũng đẹp giống vậy nè. Mà chẳng qua lúc mà em cạo đầu chọc rồi em theo cái style gì đâu không á. Tại vì nhiều khi mình không có muốn mình đẹp quá, cái mình bị kiểu như là cái nhan sắc nó không có đồng đều giữa một cặp đôi, nhan sắc nó không được đồng đều á. Cái mình đẹp quá không có được, có người ghen ăn tức ở, cho nên là thôi mình xấu xấu đi cho đỡ sợ mất. Không nói phép, anh Huy chăm chị Mai như chăm con á, ăn xong còn đút hoa quả. Đúng, thằng Linh đang comment này bà con, là nó cũng ở với tôi với anh Huy vài hôm rồi. À, nên là nó biết được cái thói sinh hoạt của hai đứa. Nói chung là anh Huy lo cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ, nhưng mà lâu lâu tôi cũng bị anh Huy đấm cho vài cái, đạp cho vài cái, sút vào mặt cho vài cái. Thế lúc đó mày đã biết chưa? À,
Lâu lâu anh Huy cho tôi ăn cho no, cho tôi mập, cho tôi có sức khỏe để anh Huy đấm tôi, anh Huy đạp tôi, anh Huy quấn lộn với tôi. Bạn xăm theo kiểu Avatar phải không hả? Không, em chưa coi phim đó luôn á. Chưa coi phim đó bao giờ luôn á. Em theo dõi chị Mai lâu rồi vẫn không biết chỗ làm việc của chị ở đâu. Năm mốt là thị riêng quận nhất em. Dạo này trời không có mây hả chị? Không, nắng thấy mẹ mây cái gì. Trời xanh và trong lắm em. Mây mưa cái gì? Mây mưa chưa tới mùa em à. Tôi đã từng một lần tái mét rồi. Đấy, cái lần đấy là mày nhìn thấy tao đánh anh Huy. Còn cái lần anh Huy đánh tao mày thấy chưa? Mai mốt tao sẽ cho mày coi lại camera khúc đấy. À, tao đánh anh Huy chỉ vài cái thôi. Anh Huy đánh tao một cái tao nằm luôn. Anh Huy đấm lâu không chị? Anh Huy đấm khoảng 1 tiếng nữa. Ghê quá. À, học học nghề bên chị 25 củ em ơi. Tại là cái TikTok này là tôi không có xài hiệu ứng gì luôn đó bà con. Bữa giờ đi cam á nó đen dã man luôn. Không? Nhìn da nó ngâm 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 đen dã man luôn. Thôi được rồi, lên à, mai mốt mày qua cam đi, tao sẽ miết mày, tao sẽ cho mày coi đoạn video anh Huy chạy từ xa. Xong phi tao, tao ngã ngửa ra, xong anh Huy chạy tới, anh Huy đạp vô mặt tao một cái nữa. Lật hết cả mặt luôn. Vậy đó. Nếu như chị chưa có chồng, em muốn với chị. Xin lỗi nha, chị có chồng rồi. Cam nó nắng tới 40 độ, đúng. Nó nắng, bình thường nó nắng 40 độ, nhưng mà khi mà tôi ra mặt đường, tôi đo nhiệt độ mặt đường á bà con. 45, 43 độ, 45 độ. Lướt toàn mấy đứa xăm mình là sao ta? Tại vì hay coi xăm mình nên nó nổi xăm mình lên chứ sao không nổi. Yêu thương đánh đập là không tốt đâu. Đúng, không có tốt đâu bà con. Nhưng mà đánh yêu ấy mà. Lâu lâu mình phải cho người ta biết là mình có võ bà con. Phải đánh qua đánh lại vậy để cho cuộc tình nó có nhiều hương vị. Thôi nãy giờ nói chuyện với bà con cũng khuya rồi, mọi người đi ngủ đi. Tôi cũng đi ngủ rồi, ngày mai mình rảnh thì mình sẽ chém gió tiếp nha. Bye bye. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Bye bye.